không mệt lắm đấy. Nhất là mấy ông U23 livebet của em đi. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo. Gunny là người được gầm bàn. Roman trong tay của game thủ Sang Club. Yamato của game thủ Tú Xuất và Maxi trong tay của game thủ Tịnh Văn. Trong khi đó bên phía team GTV chia sẻ là người được cầm Babylon Phonesian của game thủ Bùi Phương Nam. Sumerian tới được game thủ U98 và Gric trong tay của game thủ Mạnh Hào. Như vậy là quân bên mình được đánh giá là xấu hơn. Sẻ nói xấu hơn nhá, em thì bảo là cân. Gric dành cho game thủ Mạnh Hào trong trận này. Nói gì thì nói thì quân đội bạn cũng có sự đột biến hơn rất nhiều so với chúng ta. Đánh đời 4 thì đội bạn cũng vẫn tuyển hơn do có Nha và có Roma. Có Nha và có Roman, còn bên mình thì hơi liều tiều một chút. Màn hình máy của game thủ chim sẻ. Mặc dù là đời 3 thì chúng ta vẫn thua đội bạn, nhưng mà hãy cố gắng lên đánh làm sao để chủ yếu là bài thôi. Bài qua bài là một cái thứ rất quan trọng. Và nếu như chúng ta có thể lùi được đội bạn tới đời 3 luôn thì vẫn là ngon. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Trong cánh đó là Bùi Phương Nam. Bùi Phương Nam cầm phụ. Đánh như nào chúng ta cùng chờ đợi chiến thuật của các game thủ. Con voi đầu tiên là được đưa về với nhà chính. Chào tất cả mọi người nhá. Anh em xem kiểu đấu này nhớ đừng quên cho chim sẻ em mỗi người một like nha anh em ơi. Like anh em ơi. Like và xem mạnh mẽ đây cho chim sẻ nào. Chúng ta có chiến thắng trong trận đấu đầu tiên rồi. Và bài của sẻ là một bài khá được. 4 voi dành cho chim sẻ. Không biết rằng quả phụ sẽ ở đâu đây. Như vậy là đây là quả phụ này game thủ chim sẻ. 5 voi và cùng với một bãi quả phụ dành cho chim sẻ đáng mặc dù quân xấu hơn. Đây là bài XS Max dành cho game thủ chim sẻ. Ở đây là bài của Bùi Phương Nam. Theo tin báo về là bài U98 cũng đang rất đẹp với bài cầm Sumerian ở phía bên kia. Hào hình như là cũng đẹp thì phải. Đây là Hào. Hào kệ ta. Thôi cứ xem Hào thơ này. Hai con voi quay đầu cùng một lúc. Đây sẽ là con voi thứ hai. Bài Nam không đẹp đâu, chưa thấy gì. Hai mươi chín hai mươi bốn là tham lai tới từ game thủ 18 Mạnh Hà và vẫn đang đưa hai con voi này về. Nói chung là bài cũng ổn dành cho chúng ta. Trở lại với sẻ, cùng xem sẻ để thi đấu. Bài của Nam trong tin báo về là rất trống, đến đời không sớm đâu. Nam nhìn qua là biết là không có sớm rồi. Thế Mạnh Hào tạt qua đây là vậy. Ừ thì Mạnh Hào chém cho sẻ chứ không ai chém đầu cánh cho sẻ à. Nam Tân A. Và như vậy là đang đánh, đang khó khăn, khủng bố tinh thần thế này nữa. Anh em có thể nghe thấy tiếng khoan đục của ngay cạnh bên cạnh thôi. Rất căng. 26 dân. Như vậy là sẻ sẽ quyết định là sẽ đánh cùng trong trận đấu này. Và Mạnh Hào, tôi nghĩ rằng Mạnh Hào sẽ là người phải tạt chéo dành cho game của chim sẻ khi mà Bùi Phương Nam là người đi dưng ngã. Tịnh Văn là người cầm Maxi, Gani cầm Pan. Nguy hiểm phết đấy nhá. Như vậy là mẫu 3 của game thủ Sang Club là người đi dâng. BL với M đã thiết kế một cách gấp rút. Bo bế nhà cửa Nam sẽ là người đi dâng A, phải bo bế nhà cửa nhỏ để tránh trường hợp mà bị chưa biết dâng ở đâu đâu. Biết đâu dâng chém anh thì sao. Hai mươi lăm dân.
Hào sẽ thiết kế được chơi mét để có thể ăn vàng. Như vậy là có cả game thủ 16 đang ở đây. Tần Tần chân lực tới được gần biển của phía KDB về sang cánh bên này để bán máu cho game thủ chim sẻ. Liệu rằng chiến thuật có thành công hay không? Đơn cấp cổng trước của Mạnh Hào bắt đầu đẩy bóng ra. Hay đẩy góc 9 giờ. Bình thường thì có một nhà góc là rất cao. Xác suất có một nhà ở góc là rất cao. Bắt đầu di chuyển vào cửa giò và đúng là nhà của Gandhi. Gandhi cầm pan. Như vậy là theo thông tin báo về là Maxi đánh cung A ở trên góc 12 giờ. Maxi đánh cung A. Nếu như Maxi đánh cung A trên góc 12 giờ thì rất có thể là Pandya Roman sẽ là ba lần quân chém. Và chúng ta rất cần đến những con Y. Chúng ta rất cần đến những con Y trong trận đấu này. 26/36, 1 chém và 1 Y. Theo như nói vậy là 1-1 trọng luôn nhà của game thủ Bùi Phương Nam, chứ không trọng nhà của game thủ Chim Sẻ. Có 1 Y ngay. Thời điểm này Y sẽ rất bá đạo đây. Mời bạn là những loại chém tuyển nhưng không có cung. Đội bạn không có cùng, màn hình máy của U98 chúng ta có thể nhìn rõ hơn được trong trận đấu này. Như vậy là màu 2 và 4 cánh phía bên này, màu 2 là của game thủ Tú Xuất cầm Yamato. Chém để bán máu cho Maxi đánh cung à của game thủ Tích Văn. Trong khi cánh bên kia thì Gunny sẽ phải đánh chém và cả một game thủ khác nữa sang club là người được cầm Roman cũng sẽ đánh chém nốt. Cùng xem Hào đâm y vào nhà của người cầm Bangdan như thế nào. Kia có Yamato đánh chém thủ trận lực. Chúng ta còn chưa nhìn thấy một nhà của người cầm Roman nữa. Đang ở đâu? Bắt đầu đâm y vào nhà của Mạnh Hào trong trận đấu này. Cánh bên kia 98 đối đầu chém tay đôi với Yamato và game thủ cầm Maxi thì tôi nghĩ rằng sẽ khó để cho 98 có thể cân đôi. Đây là tần đâm y tới từ game thủ Mạnh Hào để có thể giảm áp lực cho chim sẻ. Sẻ là người phải cố gắng khung nhảy. Hai tên cùng thì có lẽ là sẻ sẽ đẩy đi và bắn các cơ sở bóng nhỏ của game thủ Gandhi. Bắt đầu di chuyển. Có ai nhìn thấy nhà của ông Boba Roman đang đâu chưa? Đây rồi, màn hình máy của Bùi Phương Nam. Vâng, đây là Bùi Phương Nam. Như vậy Nam đã nhìn thấy nhà của cái thủ Boba. Nam là người chơi luôn với nhà của Boba. Tham lai là 22 thôi. Như vậy đội bạn sẽ còn một mình nhà của game thủ cầm Maxi. Theo tin báo về của U98 là đội bạn có Yamato đang rất yếu trong trận đấu này. 98 vẫn đang thi đấu là khá hay. Một bài chém solo với Yamato nhưng Sumerian là người giành được chiến thắng. Rất tốt đấy, đây là phút thứ 17 thôi. Và cung A ra, không nhiều cung A đâu. Em xem nhiều, không nhiều cung A băm luôn được. Mấy con thôi, đấy. Không qua cái gì, xem là có quân không có quân băm luôn là được. Lục một tên là được. Bàn máy tới được game thủ Mạnh Hào. Tham lai là 29/44. Chúng ta vẫn đang đánh rất hay trong trận đấu này. Một bàn thông tin bảo vệ yêu pha về nghe hay tới được game thủ Mạnh Hào. Tham lai là 28/44. Vâng, nâng cấp công 4 dành cho Mạnh Hào. Đâm y bay nhà Pamidan trong tay của game thủ Gandhi. Vâng, thời điểm này thì tôi vẫn đang chưa thấy lạc đảo game thủ Gandhi đang ở đâu. Chín sẻ nào. Sẻ cũng đang đẩy. Như vậy là sẻ cũng đang có cung đờ đẩy lên nhà của game thủ Bảo 2. Và game thủ cầm Yamato, game thủ Triệu Việt Long sẽ là người phải nằm xuống. Rất đông quân dành cho game thủ U8. Một trận đấu thi đấu tốt dành cho người cầm Sumerian. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể ốp được vào nhà của game thủ Tịnh Văn cầm Maxi. Thời gian xét về quần. Ok, cầm Boba kìa. Vâng, tham lai đang đè lên rất mạnh dành cho chúng ta. Và chỉ có một mình Tịnh Văn là người khỏe thôi. Một trận đấu mà những tưởng rằng là đây là hình máy của game thủ U98, nhưng tưởng rằng đây là một trận đấu mà sẽ là khó khăn dành cho game TV nhưng không hề. Chúng ta tham lai đang đè rất mạnh. Và đội bạn đang chỉ còn một mình nhà của game thủ Tịnh Văn ở trên góc 12 giờ. Yamato, Pamidan và Roman của ba game thủ phía team Sài Gòn đều đang chết. Trận này thì tôi lại hơi khó hiểu là Gunny thi đấu cái gì. Tôi chưa hiểu lắm. Và Gunny không có nhiều lạc đà nhưng trận đấu này một trận đấu chém phế rồi game thủ Gunny. Không chém được game thủ Chim Sẻ và bị game thủ Mạnh Hào đánh bay. Một trận đấu mà Gunny mặc dù tụ được khá nhiều lạc đà nhưng không có sát thương.
Đây là xe 72 trên 92. Gunny đang muốn cố gắng kêu lạc đà của mình vào nhà của chim sẻ, nhưng thực sự là quá khó dành cho anh tôi. Quá khó dành cho anh tôi. Tôn lao vào kêu chém, kêu lạc đà tới từ game thủ Gunny. Đây là một tình huống vậy cực tốt của chim sẻ. Kể cả màu ba lần đây gần hết có được không ạ? 72 trên 96 là tạm đài của game thủ chim sẻ. Không mất gì ở trong tình huống này. Và bắt được cực kỳ nhiều lạc đà và cũng vừa chém của cả Roman và cả Babidan, của thành viên bên phía team AB Sài Gòn. Như vậy thì bây giờ thì có lẽ là cần phải là một tuần ốp ngược lên nhà của game thủ Thịnh Văn. Bật 4. Bật 4 có lẽ rằng sẽ là một bài toán cuối cùng dành cho các thành viên bên phía team Sài Gòn nếu như muốn níu giữ xe đấu này. Và chim sẻ sẽ người bắt đầu di chuyển quân. 44 dần dành cho Max C của game thủ Thịnh Văn. Đây là U98. Một trận đấu chém cực kỳ tuyệt vời tới từ game thủ trẻ. Một trận đấu chém cực kỳ khủng khiếp tới từ game thủ U98. Chém cân và chém chất Yamato mà không mất một tí gì cả. Bơm đồ ngược cho những người đồng đội của mình. Bây giờ thì 98 là người cần phải thủ quân và đợi game thủ chim sẻ đi cùng. Và theo tin báo về thì dường như game thủ 4 đã nhận đồ. Đây là Bùi Phương Nam, timeline đang là 27. Đây là máy của game thủ Mạnh Hào, timeline là 32. Áp lực tới từ 4 game thủ của GameTV là rất lớn trong trận này. Chưa nhảy 4 dành cho game thủ Thịnh Văn, sẽ đến gần đến nơi chưa? Vẫn đang là những pha mà game thủ Gunny đang muốn lao vào nhà của game thủ chim sẻ. Thực sự hơi khoai cho Gunny. Đây tình huống phải e bắt nốt 5 con chém của người cầm Roma. Sẽ đã tích cần đủ đồ để nhảy 4 rồi, đã đóng ca. Và Gunny sẽ báo về cho những người đồng đội mình biết rằng là sẽ lên người lên 4. Nhưng trước hết thì hãy cùng chờ xem là Thịnh Văn đỡ cái turn này như thế nào đã. Đang đi ăn hoang đâu sóc quần thôi. Thế là để ý tơ, để ý tơ đốt. Mọi người phải cực kỳ để ý tơ quần này. Nam kìa. Và mình rất tốt tới từ tình huống như thế nào. Đơn này thực sự là đại sư gắn đi không thể vào được rồi. Vâng, không hiểu sao đang đi với hai lời xuyên về nhà gì. Vâng, anh chưa biết đâu nào như nào nhá, kia em quản lại anh đi một tên cũng khỏe đấy rồi. Rồi ui sau Roman và Pan đang dẫn đầu quần ăn hoang ở đâu đó rồi, khả năng là sau ngôi nhà của game thủ chim sẻ đấy. Bốn mươi mốt trên 128. Bây giờ thì support dành cho sẻ, sẻ cũng là người lên bốn. Và không hiểu sao Gunny đang sóc quần rất chật lực, không cần phải có một người quản, Nam không quản được không? Tham lại là 29. Vẫn đang 13 là người tự bắn thôi. Không vào được đâu, không vào được đâu. Sẻ 43. 98 là người đang bơm đồ. Đây một trận đấu phải nói rằng 98 thi đấu cực tốt ở cánh bên kia. Đại sư Gunny đồ đã bị hiện âm ngay từ quả thời gian đầu tiên, thì một thời điểm này anh đang trở lại với lợi hại khá lợi hại. 3L vắt chân lực tới từ Gunny. Cơ cấu là nhà một cờ, một nhà cờ một tơn dành cho game thủ chim sẻ thôi. Thịnh Văn vẫn đang chưa lên 4. Tham lai 98 đang là 50. Tham lai vẫn đang cân. Cái máy của game thủ 98 tham lai là 45 ở thời điểm hiện tại. 98 còn đang rất khỏe. Mình hơn đội bạn cái là chim sẻ đã lên 4 xong. Các bạn theo tin báo về là Maxi đã lên 4. Hãy cùng chờ xem Babylon đối đầu với Maxi như thế nào. Oh,
Xe đấy người cần phải quản lại Gunny một tuần. Rất căng. Đúng là một game thủ top 1. Mặc dù khoảng thời gian đầu tiên không làm được gì, nhưng Gunny biết cách để khiến cho chim sẻ gặp khó khăn ở những thời điểm quan trọng. Sẻ đã cơ cấu lại nhà và khỏe rồi. Các bạn thấy là Gunny đang ăn hoang rất nhiều khu vực góc 6 giờ. Và sau này khỏe thế là rồi. Vâng, bây giờ thì sẽ hồi lại là một tham lai là 75 rồi. Một tình huống mà đại sư Gunny khiến tôi rất biết cách đánh. Mặc dù tham lai của Gunny nhìn trên bản đồ thì cũng đang như con như quế thăm thôi. 77-128, đấy là một tên bất ngờ đấy, cái thủ Gunny đấy. Rất nhỏ, nhưng bây giờ thì tình bắt là người cầm Maxi đồ nhà và đã lên đời 4. Sự khác biệt giữa Babylon và Maxi trong trận đấu này đó là sẽ có hot thần dành cho game thủ cầm Maxi, còn chúng ta là người hot thường mà thôi. Tới từ game thủ cầm thủ tình văn đấu quân đi, cần phải đấu quân liên tục dành cho game thủ chính rể nắng trước khi đội bạn có thần có nga đến người đỡ nhà. Tham lai đến cân, tham lai của game thủ tình văn rơi vào tầm khoảng 41 ở điểm này, còn đây là 92 thì game thủ chính rể. Sẻ đang dùng cả ca và để có thể chơi được với game thủ các game thủ phía đối bạn 102, dùng ca to để chơi được hot thần. Chắc chắn là tình bắn hot thần rồi. Quản vàng vàng rất quan trọng trong trận này. Bác sẻ không phải là một loại quân có thể đi ăn vàng. Vẫn chưa phải hot thần. Trong khi đó thì U98 cũng cần phải hồi lại rất nhanh. Tham lai là 44/52 của U98. Đây rồi, phải phát hiện ra được nhà của đại sư Gunny. Ở đây là một trận đấu mà tôi nghĩ là mấu chốt là tới từ game thủ Gunny đấy. Mặc dù tôi vẫn biết rằng là Gunny có thủ được đông lạc đà, nhưng mà không nghĩ rằng là Gunny có thể đều chém như đều lạc đà được như vậy. Có một tên mà chim sẻ và bất ngờ. Để pha lao vào tới game thủ chơi U98 liệu rằng có được không? 39/44, tiếp tục ra được một phần chỗ nữa, cần phải hồi lại lại 4 nhanh nhất có thể. Quay trở lại với Sẻ được đang cố gắng đánh những kiểu ca kèm hot để đánh ca kèm hot để có thể giữ cho những người đồng đội mình khỏe ra thôi. Quản vàng tốt xung quanh nhà của game thủ Tịnh Văn là được. Đây là một trận đấu mà Tịnh Văn hot, chứ anh em là dân không có bánh xe. Dòng ca dần lên là cho Sẻ nào. Và
Dòng ca dần lên rồi. Dòng ca dần dần dâng lên rồi. Dường như là muốn bơm đồ cho game thủ răng lắp lên bồn trước. Sẻ đang muốn một tình huống công cài. Dần dần sức tập trung trong trận này vẫn đang là thế cao hơn tại chỗ team KVB. Vâng, dường như lên 4 xong tới đây sang cái lắp hơi bị phải. Phải không? Hot không biết là hot thần chưa. Thế thường dành cho game thủ chính rẻ. Chưa phải là hot thần. Vẫn đang chưa là phải hot thần. Nhưng dường như là cái bộ 3 này cũng xong rồi phải. Nhìn không nhầm thì là như vậy. 140. Tuần này nếu như mà chưa có thần là không thì phải có là thôi. Qua. Qua. Chúng ta đánh tốt được khoảng thời gian đầu tiên. Tơn kiểu của Gunny, tơn quá hay. Tơn đánh giá rất cao cái tơn sổ lạc đà của Gunny. Tham lai cũng rất nhỏ thôi. Và như vậy là tỷ số được san bằng là 1-1 trong trận đấu thứ 3. Chúng ta đã làm tốt được khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu, nhưng thực sự là turn Pamidan của game thủ Gunny quá kinh nghiệm. Vẫn dự đoán trước rằng là Gunny đã tù được nhiều lạc đà, nhưng mà thực sự cái pha chém của Gunny là quá đúng thời điểm. 1-1.